vẫn bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về buồn, gọi chung giữa gió gặp buồn bàn tay chân gió mưa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng hôn lễ nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển đông. Gió bâng quơ gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân hoa ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa,
mãi ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Vẫn còn đợi chờ người sao chẳng đến, tôi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cạnh dương đậu trường con khắc hàng tên, hoa leo phú vàng đan kín, tiếng ve ru như gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có mười về đất buông xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, ai thằng chờ đầu quân năm tới. Về ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, không gửi biển biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mơ, thầy đó trường đây bạn hiểu đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi đường về trường xưa. Sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cạnh dương đậu trường con khắc hàng tên, hoa leo phủ phàn đan kín, tiếng ve ru như gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đầu quân năm tới. Về ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, không gửi biển biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về. Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hiểu đâu rồi. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi đường về trường xưa. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi lên buồn giữa trái tim nức nghẹn ngào.
Qua khỏi cây cầu Hàm Rồng phía bên bờ nam của sông Mã, quý cô chú sẽ được tận mắt chứng kiến hình ảnh một con rồng đang uốn lượn và biến hóa rất linh hoạt phía bờ nam của sông Mã. Một con rồng độc nhất vô nhị của Việt Nam chúng ta, chỉ có tỉnh Thanh Hóa có. Và trước khi đến với dãy núi rồng nổi tiếng và linh thiêng, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tìm hiểu về cây cầu Hàm Rồng qua từng giai đoạn và năm tháng. Thì xin thưa với toàn thể quý cô chú rằng, xưa kia chưa có cầu, nhân dân hai bờ quay lại bằng đò ngang. Và cuối thế kỷ 19 thì người Pháp đã thuê kỹ sư người Đức bắt cầu có trụ tại đây. Ngoài khác là núi Nít hay là núi Châu Phong. Và một chút nữa khi tàu chúng ta di chuyển qua khỏi cây cầu Hàm Rồng phía bên bờ nam của sông Mã, quý cô chú sẽ được tận mắt chứng kiến hình ảnh một con rồng đang uốn lượn và biến hóa rất linh hoạt phía bờ nam của sông Mã. Một con rồng độc nhất vô nhị của Việt Nam chúng ta, chỉ có tỉnh Thanh Hóa có. Và trước khi đến với dãy núi rồng nổi tiếng và linh thiêng, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đi tìm hiểu về cây cầu Hàm Rồng qua từng giai đoạn và năm tháng. Thì xin thưa với toàn thể quý cô chú rằng, xưa kia chưa có cầu,
nhân dân hai bờ qua lại bằng đò ngang. Và cuối thế kỷ 19 thì người Pháp đã thuê kỹ sư người Đức bắt cầu có trụ tại đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống ngàn đời mãi mãi. Cô quan cô hề, em vô quan ta cô quan. Ai có về là về Thanh Hóa, cô quan cô hề, về Thanh Hóa ghé Hoàng Long, cô quan cô hề. Đi du thuyền ngược dòng sông Mã, cô quan cô hề. Cô quan cô hề, về Thanh Hóa ghé sân khấu. Cô quan cô hề, tiếng trong đông ngàn đời mãi mãi. Cô quan cô hề, em cô quan ta cô quan. Ai có về là về Thanh Hóa. Cô quan cô hề, về Thanh Hóa ghé Hoàng Long. Cô quan cô hề, đi du thuyền ngược dòng sông Mã. Cô oh.